Nói chuyện với bản thân, 5 cách đơn giản để thay đổi cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi những lời bạn nói với chính mình có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn không? Điều bạn nghĩ, điều bạn nói với chính mình mỗi ngày đều có sức mạnh định hình cách bạn cảm nhận, hành động và thậm chí là những gì bạn đạt được. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 5 cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để thay đổi cuộc sống chỉ bằng việc thay đổi cách bạn nói chuyện với bản thân. 1. Hiểu về lời nói nội tâm. Lời nói nội tâm, hay còn gọi là cuộc đối thoại nội tâm, chính là những suy nghĩ, cảm xúc mà bạn tự nói với bản thân. Đây là những điều bạn âm thầm thốt ra trong đầu mỗi ngày, từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, không bao giờ ngừng lại. Nó có thể là những lời khích lệ bạn khi gặp khó khăn, hoặc là những lời chỉ trích khiến bạn cảm thấy nhỏ bé, kém cỏi. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ nằm ở cách bạn đối thoại với chính mình, và có lẽ bạn chưa nhận ra, sức mạnh thật sự của lời nói nội tâm có thể ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. Khi bạn đứng trước một thử thách lớn, giọng nói đó vang lên trong đầu bạn, bạn không thể làm được đâu, hay hãy thử thêm một lần nữa. Câu hỏi này có vẻ đơn giản, nhưng nó có thể quyết định cách bạn hành động, cách bạn cảm nhận về chính mình. Nếu giọng nói đó tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, e dè và có thể từ bỏ trước khi bắt đầu. Ngược lại, nếu giọng nói đó tích cực, nó sẽ truyền cảm hứng, giúp bạn mạnh mẽ đối diện với khó khăn, kiên trì vượt qua thử thách. Đây chính là lý do tại sao việc kiểm soát lời nói nội tâm có tầm quan trọng đặc biệt. Lời nói nội tâm không chỉ là suy nghĩ thoáng qua, mà nó còn là nguồn gốc tạo nên niềm tin, giá trị và cả những quyết định của bạn. Một người luôn nghe những lời nói tiêu cực từ bản thân sẽ dần tin rằng mình không đủ giỏi, không đủ khả năng, và kết quả là họ sẽ giới hạn tiềm năng của chính mình. Ngược lại, người biết lắng nghe những lời động viên từ bên trong sẽ luôn có niềm tin vững chắc vào khả năng của mình, từ đó hành động với sự tự tin và quyết tâm cao hơn khi bạn mắc phải sai lầm. Giọng nói nội tâm của bạn sẽ nói gì? Mình thật ngốc, không bao giờ có thể làm tốt được, hay sai lầm này là cơ hội để mình học hỏi, lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Câu trả lời sẽ định hình cách bạn nhìn nhận thất bại và cách bạn đối mặt với thử thách trong tương lai. Người thành công không phải là người không bao giờ mắc lỗi, mà là người biết biến những thất bại thành cơ hội để học hỏi và phát triển. Vậy làm sao để thay đổi lời nói nội tâm từ tiêu cực sang tích cực? Điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra rằng bạn có quyền kiểm soát giọng nói đó. Nó không phải là điều tự nhiên, không thể thay đổi, mà bạn có thể rèn luyện để tạo ra một giọng nói nội tâm tích cực hơn. Để bắt đầu, hãy chú ý đến những suy nghĩ và cảm xúc khi bạn đối diện với khó khăn. Hãy tự hỏi mình, suy nghĩ này có giúp ích cho mình không? Nó có đúng không? Mình có thể học được gì từ tình huống này? Khi bạn bắt đầu phân tích những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ thấy chúng dần mất đi sức mạnh và trở nên yếu đuối. Một cách hiệu quả để điều chỉnh lời nói nội tâm là thay đổi ngôn ngữ bạn sử dụng. Thay vì nói, mình không thể, hãy nói, mình chưa thể, nhưng mình sẽ cố gắng. Thay vì nói, mình thật thất bại, hãy nói, mình đã học được điều gì đó từ lần này. Chỉ cần thay đổi những từ ngữ nhỏ nhặt, bạn sẽ thấy sự khác biệt lớn trong cách bạn cảm nhận và hành động. Hãy nhớ rằng lời nói nội tâm chính là người bạn đồng hành suốt đời của bạn. Hãy rèn luyện để giọng nói ấy trở thành người bạn tốt, luôn động viên, khích lệ và truyền cảm hứng cho bạn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khi bạn biết yêu thương và trân trọng chính mình, bắt đầu từ việc kiểm soát lời nói nội tâm. Hãy để giọng nói ấy trở thành nguồn sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, hướng tới cuộc sống mà bạn luôn mong muốn. Hãy nhớ rằng, lời nói nội tâm không phải là điều gì đó xa lạ hay vô hình. Nó chính là người bạn đồng hành với bạn trong suốt cuộc đời. Nếu bạn biến giọng nói ấy thành một người bạn tốt, luôn khích lệ và động viên, bạn sẽ tạo ra nguồn sức mạnh to lớn giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Từ việc đối diện với thất bại đến vươn tới thành công, tất cả đều bắt nguồn từ cách bạn trò chuyện với chính mình. Vì vậy, hãy rèn luyện để giọng nói nội tâm của bạn trở thành nguồn động viên, luôn truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo cách bạn đối thoại với bản thân. Khi bạn biết lắng nghe, kiểm soát và điều chỉnh giọng nói ấy, bạn sẽ không chỉ cảm thấy tự tin hơn, mà còn phát hiện ra tiềm năng vô tận bên trong mình. Bạn hoàn toàn có thể đạt được mọi mục tiêu, mọi ước mơ, và tất cả bắt đầu từ lời nói nội tâm tích cực. Chính bạn là người có quyền quyết định xem cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu, và chìa khóa thành công nằm trong tâm trí bạn. 2. Lời nói nội tâm tiêu cực. Lời nói nội tâm tiêu cực thường là một kẻ thù thầm lặng, nhưng vô cùng nguy hiểm. Nó không phải lúc nào cũng hiện rõ dưới hình thức những câu nói gây tổn thương mà bạn dễ dàng nhận ra. Ngược lại, nó thường ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của sự thực tế, khiến bạn tin rằng những suy nghĩ ấy là đúng đắn và không thể tránh khỏi. Có lẽ bạn đã từng nghĩ hoặc thậm chí thường xuyên tự nhủ, mình không đủ giỏi, mình không xứng đáng với điều đó, hay mình sẽ không bao giờ thành công được. Những câu nói tưởng chừng vô hại này lại chính là những hạt mầm của sự tự ti, hoài nghi bản thân và là nguyên nhân khiến bạn chùn bước trước những cơ hội quý giá trong cuộc sống. Càng nghe theo những suy nghĩ này, bạn sẽ càng bị chúng dẫn dắt, dần dần chấp nhận giới hạn mà chúng áp đặt lên bạn. Bạn sẽ bắt đầu tin rằng mình thực sự không có đủ khả năng, không có đủ tiềm lực để thay đổi cuộc đời. Những giấc mơ lớn dần bị thu hẹp lại thành những mục tiêu nhỏ bé, và bạn tự nhốt mình trong chiếc lồng của sự an toàn, sợ hãi và nghi ngờ. Nhưng hãy nhớ rằng, những lời nói nội tâm tiêu cực này không phản ánh sự thật về khả năng của bạn, mà chỉ là những ảo tưởng do chính nỗi sợ và hoài nghi tạo nên. Bước đầu tiên để thay đổi là nhận ra sự hiện diện của những suy nghĩ tiêu cực đó. Khi bạn bắt đầu nghe thấy giọng nói nội tâm của mình tự trách móc, chê bai hoặc phủ nhận tiềm năng của bản thân, hãy dừng lại và thách thức chúng. Hãy hỏi ngược lại, liệu điều này có thật sự đúng không? Có bằng chứng nào chứng minh rằng mình không đủ giỏi, hay đó chỉ là nỗi sợ trong đầu mình? Bằng cách thách thức những suy nghĩ tiêu cực này, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy chúng thực sự mong manh như thế nào. Điều quan trọng là không chỉ nhận ra mà còn phải chủ động thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những lời nói tích cực, mang tính xây dựng hơn. Bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn ngay lập tức, nhưng từng bước một, bạn có thể tập luyện để biến giọng nói nội tâm của mình trở thành một người bạn đồng hành tích cực, động viên và giúp đỡ bạn vươn tới những điều lớn lao hơn. Nhớ rằng, cuộc hành trình chinh phục thành công không chỉ bắt đầu từ hành động, mà còn bắt đầu từ cách bạn đối thoại với chính mình. 3. Biến đổi lời nói nội tâm. Hãy bắt đầu hành trình biến đổi cuộc sống của bạn bằng cách thay đổi lời nói nội tâm. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực. Những giọng nói ấy có thể âm thầm lẩn khuất, khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin hoặc nghi ngờ bản thân. Nhưng bạn hoàn toàn có thể chuyển hóa những suy nghĩ này thành những lời khẳng định tích cực, mạnh mẽ. Hãy thử nói với chính mình, tôi có thể làm được, tôi xứng đáng với thành công và hạnh phúc. Những câu nói tưởng chừng đơn giản này lại mang một sức mạnh vô cùng lớn lao. Chúng không chỉ là những từ ngữ, mà là những mũi tên định hướng cho tâm trí và trái tim của bạn. Khi bạn thường xuyên lặp lại những khẳng định tích cực, não bộ sẽ dần dần hình thành những kết nối mới, từ đó tạo ra một tư duy tích cực hơn. Hãy nghĩ đến điều này, não bộ của chúng ta rất giống như một cái máy tính. Nếu bạn liên tục nhập vào những suy nghĩ tiêu cực, máy tính sẽ cho ra những kết quả tiêu cực. Ngược lại, nếu bạn nạp vào đó những thông điệp tích cực, máy tính sẽ hoạt động theo hướng tích cực, giúp bạn tìm ra những giải pháp sáng tạo và mạnh mẽ hơn để đối mặt với thử thách. Sự lặp đi lặp lại của những lời khẳng định tích cực sẽ không chỉ thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân mà còn làm thay đổi cách bạn hành động trong cuộc sống. Khi bạn khẳng định bản thân, bạn đang xây dựng sự tự tin từng ngày. Những lời nói tích cực sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình, khuyến khích bạn dám mơ ước lớn lao và không ngần ngại theo đuổi những mục tiêu mà trước đây bạn nghĩ mình không thể đạt được. Bạn có biết rằng, khi bạn tự nhủ rằng mình xứng đáng với thành công, bạn đang tạo ra một không gian cho những cơ hội tốt đẹp đến với mình. Bạn sẽ trở nên cởi mở hơn với những cơ hội, và với mỗi bước đi, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Hãy thử nghiệm với những lời khẳng định tích cực này mỗi ngày. Dành ra vài phút trong buổi sáng để lặp lại chúng, có thể trước gương hoặc ghi lại vào nhật ký của bạn. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của từ ngữ. Chúng có thể xây dựng hoặc phá hủy bạn. Khi bạn lựa chọn những từ ngữ tích cực, bạn đang xây dựng một phiên bản tốt hơn của chính mình. Một khi bạn bắt đầu thay đổi lời nói nội tâm, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống của bạn cũng đang thay đổi theo hướng tích cực. Bạn sẽ cảm thấy có động lực hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mà cuộc sống mang đến. Hãy nhớ rằng, quá trình này không xảy ra chỉ sau một đêm, nhưng với mỗi ngày trôi qua, bạn đang từng bước khẳng định giá trị bản thân và tạo dựng một cuộc sống mà bạn mong muốn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và cảm nhận sự biến đổi tuyệt vời mà những lời nói tích cực mang lại cho bạn. 4. Sức mạnh của lòng biết ơn. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để thay đổi cuộc sống của bạn chính là thực hành lòng biết ơn. Điều này không chỉ là một thói quen mà còn là một nghệ thuật, giúp bạn nhìn nhận thế giới quanh mình một cách tích cực hơn. Hãy thử hình dung, mỗi ngày, bạn dành thời gian để nói ra và ghi lại những điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Có thể là những điều nhỏ bé, như ánh nắng buổi sáng, một tách cà phê ngon lành, hay những người thân yêu bên cạnh, hoặc cũng có thể là những thành tựu lớn lao mà bạn đã đạt được, những cơ hội mà cuộc sống đã mang đến cho bạn. Mỗi điều bạn biết ơn đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh hạnh phúc của cuộc sống. Khi bạn thực hành lòng biết ơn, bạn không chỉ đơn thuần ghi lại những điều tốt đẹp, mà còn là một cách để thay đổi tần số rung động của bản thân. Não bộ của chúng ta có xu hướng tập trung vào những điều tiêu cực, nhưng bằng việc chủ động nhìn nhận những điều tích cực, bạn đang dần dần thay đổi cách tư duy của mình. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn, như một làn sóng tươi mới đang cuốn trôi đi những lo lắng, ưu phiền. Khi bạn biết ơn những gì mình có, bạn không chỉ đơn giản là thể hiện sự trân trọng mà còn tạo ra một không gian mở để đón nhận thêm nhiều điều tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, lòng biết ơn không chỉ là một cảm xúc mà còn là một sức mạnh. Nó không chỉ thay đổi cách bạn cảm nhận về bản thân mà còn có khả năng thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Khi bạn tràn đầy lòng biết ơn, bạn đang gửi đi một tín hiệu tích cực ra vũ trụ, và vũ trụ sẽ phản hồi lại bằng cách mang đến cho bạn những điều xứng đáng. Nghiên cứu cho thấy những người thực hành lòng biết ơn thường có tâm trạng tốt hơn, sức khỏe tốt hơn và xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Một cách đơn giản để bắt đầu là hãy tạo cho mình một quyển nhật ký lòng biết ơn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy viết ra ít nhất 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn trong ngày hôm đó. Điều này không chỉ giúp bạn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà còn tạo ra một thói quen tích cực, giúp tâm trí bạn hướng về ánh sáng thay vì bóng tối. Dần dần, bạn sẽ nhận ra rằng những điều mà bạn từng xem là bình thường lại trở thành những nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng tâm hồn bạn và tiếp thêm sức mạnh để bạn vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Lòng biết ơn chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và thành công. Hãy bắt đầu hành trình thực hành lòng biết ơn ngay hôm nay, và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình dần thay đổi theo hướng tích cực, mang đến cho bạn không chỉ niềm vui mà còn những cơ hội tuyệt vời mà bạn chưa từng nghĩ đến. 5. Tạo ra tương lai bạn mong muốn. Hình dung không chỉ là một kỹ thuật, mà còn là một công cụ mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực. Trong thế giới đầy thử thách này, khả năng hình dung tương lai mà bạn mong muốn chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Hãy dành vài phút mỗi ngày để thực hành hình dung một hoạt động đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả bất ngờ. Khi bạn ngồi lại trong một không gian yên tĩnh, hãy nhắm mắt lại và để trí tưởng tượng bay xa. Hãy hình dung rõ ràng về cuộc sống mà bạn khao khát. Bạn đang ở đâu? Bạn đang làm gì? Hãy cảm nhận từng chi tiết trong hình ảnh đó. Có thể bạn đang đứng trên một sân khấu, tự tin trình bày ý tưởng của mình trước đám đông, hay bạn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình và bạn bè, cảm nhận được sự thành công trong sự nghiệp mà bạn đã nỗ lực đạt được. Khi bạn tưởng tượng ra những tình huống này, hãy chú ý đến cảm xúc của bạn. Bạn cảm thấy như thế nào? Niềm vui, hạnh phúc, sự tự tin hay cả niềm tự hào khi bạn nhìn lại những gì mình đã vượt qua. Những cảm xúc này không chỉ là cảm giác thoáng qua mà còn là động lực giúp bạn tiến về phía trước. Khi bạn hình dung tương lai của mình một cách rõ ràng và chi tiết, lời nói nội tâm của bạn sẽ bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực. Bạn sẽ tự nhủ rằng tôi có thể làm được điều này, hoặc tôi đang tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Đặc biệt, hãy nhớ rằng hình dung không chỉ dừng lại ở việc mơ mộng, nó cần phải được kết hợp với hành động cụ thể. Hãy ghi lại những hình ảnh mà bạn đã tưởng tượng và xác định các bước cần thiết để đạt được chúng. Mỗi ngày, hãy tìm những cơ hội để thực hiện các bước nhỏ nhằm tiến tới mục tiêu lớn lao của bạn. Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy mình đang kiểm soát cuộc sống của chính mình và hướng về phía tương lai mà bạn mong muốn. Chắc chắn rằng, khi bạn bắt đầu hình dung và thực hiện những điều bạn khao khát, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn dần trở thành hiện thực. Hãy để sức mạnh của trí tưởng tượng dẫn dắt bạn, giúp bạn không ngừng vươn xa, khám phá và theo đuổi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Hãy hình dung tương lai của bạn ngay hôm nay và bắt đầu hành trình hướng tới một cuộc sống mà bạn luôn mơ ước. Bạn thấy đấy, việc thay đổi cuộc sống không phải là một nhiệm vụ quá phức tạp hay ngoài tầm với. Đôi khi, tất cả những gì bạn cần là bắt đầu từ những cuộc đối thoại nhỏ mà bạn có với chính mình. Những cuộc trò chuyện này không chỉ là cách để bạn thể hiện cảm xúc mà còn là công cụ để thay đổi cách bạn nhìn nhận về bản thân và thế giới xung quanh. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày đều là một cơ hội mới để bạn khởi đầu. Bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao từ những hành động nhỏ bé, và đó là điều mà nhiều người thường bỏ qua. Thay vì để những suy nghĩ tiêu cực kéo bạn xuống, hãy bắt đầu thay thế chúng bằng những lời khẳng định tích cực. Khi bạn thường xuyên nhắc nhở bản thân về những khả năng và thành tựu của mình, bạn sẽ thấy tâm trí của mình mở ra, cho phép bạn chấp nhận những cơ hội mới và khám phá những khả năng chưa từng nghĩ tới. Hãy thử ngay hôm nay, dành thời gian mỗi sáng để tự hỏi, hôm nay, tôi sẽ làm gì để tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Bằng cách này, bạn không chỉ định hình tương lai mà còn tạo dựng một nền tảng vững chắc cho những quyết định và hành động của mình. Hãy viết ra những điều mà bạn cảm thấy biết ơn, những điều mà bạn tự hào đã làm được và cả những mục tiêu mà bạn hướng đến. Bằng cách này, bạn sẽ dần nhận ra rằng cuộc sống của bạn đang thay đổi từng ngày, và những bước tiến nhỏ tích lũy lại sẽ mang đến những kết quả lớn lao. Hãy luôn nhớ rằng bạn không đơn độc trong hành trình này. Mọi người đều có những khó khăn, nhưng quan trọng là cách mà bạn phản ứng với chúng. Hãy trở thành nguồn động viên cho chính mình và cho những người xung quanh. Bằng cách lan tỏa năng lượng tích cực và chia sẻ những câu chuyện của chính mình, bạn không chỉ tạo động lực cho bản thân mà còn giúp đỡ người khác trong hành trình của họ. Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, hãy nắm lấy cơ hội thay đổi cuộc sống của bạn theo cách mà bạn luôn mong muốn. Chỉ cần một bước nhỏ, và bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong cuộc sống của mình. Hãy kiên định và tiếp tục tiến bước, vì bạn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký và chia sẻ nó với bạn bè. Cảm ơn bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.